Chào mừng các bạn đã trở lại với trận đấu giữa SKT và EDG. Đây là ván đấu thứ tư EDG chỉ còn cách chức vô địch giữa mùa 2015 một ván thắng nữa thôi. Và chúng ta bước ngay vào giai đoạn cấm và chọn nơi mà lúc này ở vị trí đường giữa của SKT Team One. Như chúng ta đang mong muốn, đó là Faker đã được lên sân khấu ở vị trí thi đấu. Đó, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái kèo thi đấu vô cùng hấp dẫn, vô cùng đáng được mong chờ. Đấy là Pao đối đầu với Faker, một người được mệnh danh là Faker Slayer, đi lên bởi việc hạ gục Faker. Bây giờ sẽ đối đầu với Faker trong một trận đấu vô cùng mang quan trọng và mang tính quyết định cho bên phía Edward Gaming. Rõ ràng đối với Edward Gaming, một ván thắng nữa họ lên ngôi vô địch, họ được quyền khẳng định rằng chúng tôi là đội mạnh nhất thế giới cho tới chung kết mùa. Và bên kia là một SKT không thể nào thua bất kỳ một ván nào nữa trong trận chung kết này nếu như họ muốn giữ được vị thế số 1 của Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc. Và do đó, một ván đấu chắc chắn đang hứa hẹn chúng ta rất nhiều điều. Koma đã quyết định tung Faker vào thời điểm quyết định này. Và ba lượt cấm của đội mình Kalista, Kasubia và Urgot. Trong khi đó, SKT Team One họ cấm đi LeBlanc, Rek'Sai và đặc biệt là Jhin của Dep. Nhưng bây giờ thì thả ra Hecarim thì không có cho bên phía Edward Gaming. Maokai. Bởi vì Koroi tiếp tục đánh Maokai. Maokai đang 100%. Tôi nhớ không nhầm. Ít nhất là trong loạt thi đấu này thì là 100%. Đó. Và bây giờ vấn đề của SKT là bây giờ Nunu có trên bàn. Liệu Bengi có muốn trả lại cái món nợ? Nợ vừa rồi chắc cũng phải 3-4 tỷ trên nợ đó, nợ khó đòi lắm. Bởi vì cái trận đấu vừa rồi là một trận đấu mà cái độ khủng khiếp của nó còn ghê hơn cái trận của Bengi của thành Renover nữa. Nhưng mà cảm giác rằng chắc là không chắc cú với Nunu, cho nên lựa chọn của Bengi ở vào thời điểm hiện tại đang là Ragas. Bởi vì Nunu thì khi mà bạn mang ra một trận thì mang tính bất ngờ thì ok, bạn có thể làm được rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi mà đã là trận đấu thứ hai ngay sau đó rồi thì cái cách di chuyển, cái mục đích di chuyển của Nunu đều sẽ bị đọc trị trước. Và bây giờ cuối cùng thì chúng ta mới thấy được rằng Marin từ bỏ Rumble và quay trở lại với Na. Instalock Asia đến từ vị trí của Bo. Và một lần nữa Meiko lại lấy anh đi, vị tướng đang đem lại chiến thắng hai ván liên tiếp dành cho EG. Cái gì không sai, không cần sửa. Bên phía của Edward Gaming đang có lại 3 trên 5 vị tướng của mình ở trong ván đấu trước. Họ chỉ còn không có xin thôi, Nunu vẫn còn rõ trên bàn dành cho bên phía Edward Gaming. Trở qua bên phía SKT, chắc chắn 100% là Faker sẽ chọn cuối rồi. Thì bây giờ là xạ thủ và hỗ trợ. Wolf đang có những phút giây không tốt lắm với những vị tướng mà thiên về sự chủ động, thì anh ta sẽ trở lại với một lựa chọn khá thành công trong giai đoạn vòng bảng, Alista. Đây là vị tướng mà bên phía Edward Gaming đã phải đưa ra những lượt cấm cho anh ta. Nhưng bây giờ khi mà có Faker vào rồi thì tôi cảm lựa chọn nó phải khác, nhưng mà Kassadin thì hơi nguy hiểm. Như vậy là họ thấy rằng ở đường giữa đối phương đã lộ bài rồi, thì không cần giấu Faker cho tới cuối nữa mà sẽ để cho Bang là người được ưu tiên. Tức là Bang sẽ là người được chủ động chọn kèo đấu khi mà bên phía Edward Gaming đã chọn bộ đôi xạ thủ hỗ trợ của mình. Như vậy là Faker khóa vào Kassadin ở khu vực đường giữa, Wolf có Alistar ở vị trí hỗ trợ. Chuyển qua bên phía của Edward Gaming thì bây giờ họ sẽ phải đưa ra lựa chọn, đó là rừng và xạ thủ. Jhin yêu thích của Def không còn nữa, và anh ta đang để ở lựa chọn Corki và khóa vào lựa chọn Corki rất nhanh. Đó là bởi vì bên phía kia là Kassadin, thì Corki là một lựa chọn hợp lý hơn hẳn so với vị trí của Sivir. Và clear cái gì đây, cái gì đây? đừng thách thức. Đấy là một, tôi không nghĩ đó là Lee Sin, bởi vì tôi chưa tin lắm vào độ hiệu quả của Lee Sin ở phiên bản 5.7 này. Tôi chưa tin lắm vào sự hiệu quả của Lee Sin ở phiên bản 5.7, và đặc biệt khi đối đầu với Nagas nữa. Đúng rồi, không sai đừng có đổi. Edward Gaming sẽ tiếp tục phá vào Nunu ở trong trận đấu này, chỉ thay đổi đúng một vị trí ở vị trí xạ thủ mà thôi, thay Jhin bằng Corki. Như vậy là bên phía của SKT hoàn toàn có thể lựa chọn Sivir ở thời điểm hiện tại, bởi vì nó sẽ giúp cho Gragas Na với cả vị trí của Alistar băng vào dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu mà là Sivir hơi yếu sát thương, đúng là như vậy. Nhưng mà nếu mà Lucian vào thì khá chút kiểu gì. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tính vào cái cặp đấu 2-2 trong trường hợp đối đầu 2-2 thì Lucian là một lựa chọn mà sẽ giúp cho bên phía SKT họ không thua ở trong giai đoạn đầu ở tình huống đối đầu 2-2. Còn nếu như Sivir, đó là Adriel được khóa vào cho vị trí của bạn.
Thực ra nếu mà là Ezreal thì thậm chí nếu mà suy ấy, thì còn thiếu sát thương hơn là cả vị trí của Sevilla. Bắt buộc phải vượt lên ở trong khả năng. Đúng là như vậy. Bởi vì Ezreal là một vị tướng mà bạn rất phụ thuộc vào cái phát bắn thần bí của mình và cái giai đoạn ở giữa trận. Ezreal với cả Gorky là hai vị trí nó ngang nhau với việc là bạn sẽ lên sớm với mình cái tam hợp kiếm. Nhưng cái cú tên lửa đến từ vị trí của Gorky nó sẽ mang hiệu quả hơn rất là nhiều cho giai đoạn đẩy đường. Còn Ezreal thì anh ta bắt buộc phải sử dụng cái cú cung ánh sáng của mình một cách thực sự hiệu quả để có được cái chỉ số đánh tốt và có được cái sát thương trong những tình huống giao tranh. Bây giờ Nunu tiếp tục được chọn thì chúng ta lại nói được vấn đề rất cũ, đó là đội chọn Nunu làm gì để cho Nunu có được khoảng trống tiến vào quấy phá rừng đối phương. Hồi nãy bên phía EDG, chiến thuật của họ là rất dễ hiểu. Họ đổi đường lên, họ có nhiều người hơn ở khu vực bùa xanh, là họ tiến vào ngay khu vực bùa xanh của bên phía SKT để gây rối loạn. Thì bây giờ họ có thể làm điều đó không? Chúng ta đang được xem những cái dòng cổ vũ rất là hay, mà không phải là dòng cổ vũ nào cũng SKT với cả em thì mình thậm chí tôi thấy cả CNG nhiều lắm, CNG ít không rồi một cái meme Alamao cũng xuất hiện nữa. Trở lại với trận đấu, ván đấu thứ tư, đội hình của hai bên đã rõ. Ván đấu này quyết định tất cả với SKT, một là thất bại, hai là đưa trận đấu tới ván đấu thứ năm. Ưa thích lịch sử cho thấy SKT rất giỏi trong cuộc đấu đầu BO5 và chúng ta cùng chờ xem liệu là chiến thắng 3-1 dành cho Edward Gaming đại diện đến từ Trung Quốc hay là việc SKT có được cơ hội của mình và đẩy trận đấu tới ván đấu cuối cùng. Nhưng mà bên phía của Edward Gaming cũng đang có được hai người Hàn Quốc và cái khả năng của Bao thì đã chứng minh qua cái trận đấu vừa rồi, đã đánh quá tốt vị tướng ACID. Và thực sự khi mà thấy Faker khóa vào vị trí của Kassadin thì đúng là Kassadin có thể khắc chế được vị trí của Azir một cách tương đối là tốt, nhưng mà tôi lại cảm giác là Kassadin ở phiên bản hiện tại không phải là một vị tướng để bạn có thể dựa vào, nghĩa là cái độ tin tưởng vào Kassadin của Faker ở đường giữa trong trận đấu này nó sẽ thấp hơn so với việc anh ta đánh những vị tướng đúng với meta hiện tại ở khu đường giữa hơn. Thực ra thì chính bản thân Po dùng khá nhiều Kassadin ở trong khoảng thời gian vừa qua tại LPL và độ hiệu quả vẫn có thể được chứng minh. Anh ta, các bạn vẫn nhớ cái tình huống mà anh ta từ giường bệnh bật dậy nói huấn luyện viên cho em vào, là cầm Kassadin để gánh EDC ở trong trận đấu đó. Thì Kassadin vẫn có vị trí của mình ở tại thời điểm này, chưa kể là anh ta vẫn rất tốt khi phải đối đầu với những vị trí pháp sư và không có được một lượng sát thương nhiều và liên tục. Kiểu như là tôi nghĩ rằng mặc dù vẫn sẽ là khó, nhưng ở trong khoảng thời gian đầu Faker hoàn toàn có thể chịu được việc là farm ở khu vực đường giữa với lại Paul. Đúng là như vậy. Và trong cái tình huống này thì bên phía của SKT để xem nào, họ có Ezreal với cả Alisa và họ đang muốn đổi đường so với bên phía của Edward Gaming. Hình như là họ dự đoán Edward Gaming đổi đường hay chăng, mà họ chủ động đổi đường trong trận đấu này. Đây là trận đấu đầu tiên mà bên phía của SKT chủ động phải đổi đường. Còn các trận đấu trước đều là bên phía Edward Gaming. Đây là trận đấu đầu tiên mà SKT chủ động đổi đường. Còn các trận đấu trước đều là Edward Gaming họ đổi đường trước. Edward Gaming biết là bên phía của SKT khởi đầu với bùa đỏ, họ nháy ngay vào vị trí bùa xanh, tức là sau khi có được cái bùa đỏ của mình thì Clear Love sẽ di chuyển ngay vào khu vực bùa xanh của bên phía Bengi. Chưa kể là chúng ta hãy nhìn vào Mako trên bản đồ nhỏ, Mako đi thẳng vào khu vực bùa xanh của SKT, cắm mắt ở đó, lấy tầm nhìn ở đó, báo rằng bùa xanh vẫn còn đó. Thì đây là cái thời điểm để cho Clear Love tiến vào và lấy cái bùa xanh này. Thì cái tình huống di chuyển này của bên phía EDG là rất rõ ràng, thì đơn giản dành cho SKT là họ kéo đội hình của họ vào khu vực bùa xanh của đối phương và bảo đảm rằng Bengi cũng có được khởi đầu hai bùa ở trong khoảng thời gian đầu trận đấu này. Tạm thời như vậy là tốt hơn so với trận đấu trước rồi. Nhưng mà vấn đề là khi và để ra bên phía EDG kiểm soát khu vực dưới như này thì cái con rồng nó sẽ rất nhanh bị ăn. Chính xác. Vừa là Nunu, vừa với việc thậm chí là ăn rồng luôn. Thích thì ăn luôn. Họ có thể ăn được ở ngay thời điểm này, nhưng họ đang chờ đợi một chút xíu thôi đã. Họ chờ đợi ở đường giữa, Po đẩy sát vào, tạo được sức ép, tạo được độ an toàn, có luôn Koro ở đây, nhưng họ chưa vào rồng vội, mà lúc này Clear Love dắt theo Meiko và cả Koro đi vào khu vực trụ. Họ muốn tắt điện Faker sớm bằng cách tổ chức qua băng trụ, nhưng Faker mặc dù mới vào ván đầu thôi rất thính. Anh ta có lẽ là cũng biết rằng ganh ở có phỉ đường trên thì chắc chắn không được rồi, bởi vì có bên phía của Gragas với cả vị trí của Na ở đường trên thì chỉ có thể ganh ở đường giữa mà thôi. Anh ta rút lui về rất an toàn và dịch chuyển đến vị trí của Marine xuống đây. Đẹp
cấu máu được cái trụ này, nhưng mà sát thương của anh ta không phải là quá nhiều. Và Marin đến cũng chỉ là nhìn bên phía Everett thì mình ăn rồng mà thôi. Gallop và Mako bắt đầu đánh rồng. Corroy anh ta cũng đã biến về. Tình huống này anh ta có lẽ là anh ta thấy rằng bên đủ phía... sát thương rồi và chắc cú rồi. Không, anh ta quyết định anh ta ở thấy lại. Không chắc cú nhưng mới ở lại. Bengi đã tới nhưng đây vẫn là Nunu nha. Đây vẫn là Nunu có trừng phạt và cắn nuốt. Nhưng mà Coro đang rất hấp máu. Wolf tiến vào, Marin tiến vào. Bengi là người bị tấn công, anh ta đang buộc phải lui ra. Dep bị dính kiệt sức. Bengi đã buộc phải bỏ chạy. Dep bay được qua tường. Dep lao vào dứt điểm được vị trí của Bengi. Chiến công đầu dành cho xạ thủ của EDG. Marin có dạng na khổng lồ nhưng đang phải bỏ chạy. Thorn cũng di chuyển vào. Bengi phải nằm xuống nhưng vấn đề là bên phía của SKT tạm thời ngăn chặn được pha ăn rồng sớm của Edward Gaming. Họ đánh đổi lại như thế này, tôi nghĩ rằng cũng tạm chấp nhận được cho SKT. Tôi nghĩ là cũng tương đối là ổn ở bên phía của SKT, nhưng đó vẫn là một tình huống mà hai bùa dành cho Dep. Hình như là vậy. Marin quyết định tấn công Coro nhưng ta đang phải một chấp hai tốc biến qua tường. Coro sẽ sống, còn Marin có sống không là một vấn đề khác. Bởi vì tôi đang thấy rằng Po đang đứng đợi sẵn, boomerang hụt, tóc biến xuống, đang bị tấn công. Nhưng Wolf đã có mặt ở đây bảo trợ. Và Marin cũng được sống trong tình huống vừa rồi. Chưa ai nằm xuống thêm sau khi Bengi nằm xuống cả. Nhưng mà rất nhiều tóc biến đã mất đi đến bên phía của SKT. Nhưng mà bây giờ Pao ở khu đường giữa thì anh ta đã hết năng lượng rồi. Nhưng có thêm cả Mako thì Faker cũng không thể nào làm gì được cả trong tình huống như thế này. Di chuyển khá là hợp lý từ Bengi. Bên phía của Edward Gaming. Coro không có tóc biến. Bengi đang hỗ trợ cho Bang. Hai người cùng lao vào, sát thương của họ tôi nghĩ là đủ. Và họ đang làm điều đó, họ tấn công Coro. Nhường được mạng cho Bang thì tốt. Nhưng Coro chống cự khá dữ dội, cuối cùng cũng thành công. Bang đã có được điểm hạ gục, cân bằng tỷ số 1 đều cho SKT. Nhưng mà với việc là anh ta thấp máu như này thì sẽ hơi nguy hiểm. Chẳng có ai ở đây cả. Mắt được Bengi vừa rồi cắm xuống cái bụi cỏ đó, nó đảm bảo rằng Bang sẽ được farm thêm một khoảng thời gian nữa, chưa phải về vội. Nhưng mà lúc này thì việc quan trọng là bạn để ăn rồng trong sớm với Nunu, đấy là việc bạn có cái bộ lợi trừng phạt từ cái con góc hành tinh này. Và Clear Love đã bắt đầu ăn cho mình cái con góc hành tinh này rồi. Không biết là anh ta có định một mình ăn rồng không? Có tầm nhìn. Có rất nhiều tầm nhìn ở bên phía SKT. Nhưng liệu Clear Love có biết điều này không? Anh ta có máy quét. Rồi, có cái nội tại của chim biến dị và do đó Clear Love phá được con mắt của SKT. Vấn đề là có ăn luôn không mà thôi, anh ta thấy rằng cũng rất nguy hiểm. Họ chưa có đủ sức ép, họ không biết rằng Peggy đang ở đâu cả. Thì họ không thể nào mạo hiểm ăn rồng. Và bây giờ khu vực đường dưới này, Dep sau một tình sau một quãng thời gian mà anh ta đóng băng chỉ dưới, bắt đầu đẩy cao lên để tạo thế ăn rồng cho vị trí Clear Love, rồi ăn cua nữa rồi. Thì tất cả mọi thứ đều nói lên một điều là bên phía Edward thì mình muốn ăn rồng với Nunu lắm rồi, nhưng mà chưa có cái thế để có thể làm được điều đó mà thôi. Bây giờ trận đấu vẫn có một chút xíu lợi thế dành cho bên phía của Edward Gaming. Một chút xíu, chỉ một chút xíu mà thôi. Faker vẫn đang chịu khá là nhiều sức ép ở khu vực đường giữa khi War đẩy vào cao liên tục. Nhưng một hai pha di chuyển không thành công, War đang giúp cho Faker dễ thở ở khu vực đường giữa với 42 chỉ số lĩnh. Tương tự như vậy là Bang cũng 49-50 chỉ số lĩnh và cũng có được một điểm hạ gục rồi. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hai đội. Coro đang đi vào rừng của đối phương, anh ta vẫn chưa hồi lại tóc biến. Đang có những cú nhảy, Marin chuẩn bị chặn đường vào, Bengi bắt đầu chặn vào, hết đường lui rồi, đang phải về khu vực đường giữa mới có đường lui. Anh ta cố gắng bỏ chạy, bị làm chậm, Faker đang chặn đường. Faker đã cấp 6 và có thiêu đốt, có tốc biến, Coro đang phải chạy bo sử dụng chiêu cuối. Faker qua được bức tường đó và anh ta sử dụng thiêu đốt, chưa có một cung ánh sáng bắn vào, chiêu, nó trúng và Bang có được điểm hạ gục. Faker tràn lên, Bengi tràn lên và họ bị làm choáng bởi Mako, nhưng Bang lao vào, double kill dành cho Bang. Có triple kill hay không? Không trúng cú phát bắn thần bí đó. Không có triple kill dành cho Bang, nhưng SKT vượt lên dẫn trước 3-1. Đó là một tình huống di chuyển rất tốt của thành viên bên phía của SKT. Và phần nào cũng có thể nói là bên phía của Coroy ta, có lẽ là sau hai trận đánh Maokai quá thành công rồi thì anh ta đang hơi quá tự tin ở tình huống vừa rồi với cái khả năng chống chịu mình. Hai Doran chứ không phải là hai cái giáp máu vua mốc đâu. Trong tình huống vừa rồi thì không thể nào mà thoát được với cái độ đeo bám rất tốt. Và ba người ta cũng đã di chuyển một cách cực kỳ hợp lý vừa rồi. Tính cả rồi, nếu có tình huống còn cái trừng phạt hồi máu, còn cái trừng phạt tính rất tốt đến vị trí của Bengi. Và bây giờ Marin lúc này mới chơi đúng theo cái phong cách của anh ta, đấy là chơi sau trụ đối phương luôn, chơi trên cơ hoàn toàn. Và Clear Love trận đấu này thì không thể nào vượt trội hơn so với Bengi nữa rồi. Nhưng mà anh ta vẫn có được cho mình đủ lượng tiền để lên đá tỏa sáng sớm. Tôi không biết vừa rồi là may hay là không dành cho EDG khi mà người có được hai điểm double kill là Bang. Tôi nghĩ là may, bởi vì cái double kill đó dành cho Faker thì nó còn tệ hơn. Nó không phải là Bang cầm này không tệ, nó cũng tệ đủ rồi. Nhưng mà
Cassadin mà có 2 điểm hạ gục ở trong tình huống vừa rồi thì cái trưởng thường sinh đó nó xuất hiện sớm lắm thì nó còn tệ hơn nữa. Thôi cứ cho tạm là EDC còn một chút xíu may mắn đi. Nhưng với việc băng lên đồ như thế này thì nó sẽ không tạo được cái độ vượt trội sức về mặt sát thương lắm. So với vị trí của Dev, và Dev anh ta lên cho mình cái thủy kiếm hay là cái tam hợp kiếm trước thì anh ta sẽ đạt cái ngưỡng sức mạnh tốt hơn một chút so với vị trí của Bang. Bang bắt buộc phải cải thiện về cái chỉ số đánh của mình để nó khiến cho cái giai đoạn vượt qua được cái giai đoạn tích điểm của cái nước mắt nữ thần này sớm sớm một tí thì anh ta mới có được cái sát thương đủ để cho giao tranh của phía SKT. Cho tới thời điểm hiện tại thì cung ánh sáng của Bang không có nhiều sát thương lắm. Con rồng vẫn còn đó, mặc dù bên phía EDG rất mong muốn chuyện tổ chức pha ăn rồng sớm nhưng chưa thành công. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đây mới chỉ là phút thứ 10 mà thôi. Trung bình hồi nãy cũng đã nhắc ở trong bán đấu 3, trung bình cái khoảng thời gian ăn rồng EDG nằm ở phút thứ 11, 12 gì đó thì bây giờ vẫn còn đủ trong tầm kiểm soát của họ. Đốt ê, vừa đủ. Và phải có được bộ xanh 22 máu là đốt một cái nữa chưa đúng. Đúng là tại vì cái tàn tích của Bami thì cái đốt của nó là khá là yếu hơn so với cái giáp lửa thì đủ để bạn ăn rừng cho nhanh thôi. Bang và ghi thêm một chút sát thương. Có mắt. Hồi nãy ở trong tình huống Bangi đi từ bùa xanh xuống thì bên phía EDG đã biết, nên tạm thời giờ họ đang biết Bangi đang ở đâu. Nhưng vấn đề là Lelop không có ở trong rừng của mình mà anh ta đang ở khu vực đường trên. Bang hết năng lượng, đấu tay đôi với Dev, dính một cú bông phò, Dev lao thẳng lên tấn công, vẫn còn hồi máu của Bang. Anh ta vẫn bình tĩnh, chưa dùng, anh ta dùng hồi máu để lừa. Và Dev bị dính một phát bắn từ trụ Mako làm choáng Wolf. Bangi đang tới, Wolf đang tiếp cận Dev, người không còn phép hỗ trợ nào cả, nhưng có sự hỗ trợ đến từ Kuro. Là một phép hỗ trợ quá mạnh rồi. Tuy nhiên Bangi đang tới, Bangi cấp 6 tung chiêu cuối không trúng vào Dev, kiệt sức dành cho Mako. Bang cũng hết năng lượng rồi, không nên mạo hiểm. Họ đang tấn công vào Mako. Mako đang cố gắng lừa một chút xíu. Bang đang là người dụ và Mako, họ không nhường được cho Bang thôi cũng được, không sao cả. SKT dẫn trước 4-1. Và đây là một trận đấu mà bên phía SKT đã thi đấu cẩn thận hơn rất nhiều, và có vẻ như việc Faker xuất hiện khu vực đường giữa sẽ làm cải thiện ít nhất về mặt tâm lý là cho các thành viên bên phía SKT đã. Và con rồng 1 đang bị tấn công bởi bên phía của SKT. Lelop không hề ở gần khu vực này, nếu như không muốn nói là rất xa, anh ta đang ở vị trí của bãi chim biển dị và sẽ là con rồng dành cho bên phía của SKT. Và tôi vừa phát hiện đấy là Lelop anh ta vẫn phải chat trong trận đấu để kêu gọi những người đồng đội của mình, bởi vì có hai người Hàn Quốc, chắc là tiếng Anh của Lelop thì không tốt lắm mà cái tiếng Anh của Bao với cả của Dev cũng không phải. Không, tôi nghĩ là anh ta chắc giờ rồng. Có lẽ là như vậy. Tôi nghĩ là anh ta chắc giờ rồng chứ đánh cả mày ơi Colo ơi rồi. Marin có được một pha solo thành công với Kuro Koro và anh ta mất luôn cả tốc biến nữa. Mọi thứ đang hướng cho chúng ta tới ván đấu thứ 5. Hay. Thực ra một cặp đấu bio 5 mà có đến ván 5. Lúc nào cũng hay cả. Vô cùng cảm xúc. Và ván năm mà Easy Hun vào thì mới buồn cười. Không có. Cái kịch bản này không có sự xuất hiện của Easy Hun nữa. Anh ta làm tròn vai. Anh ta đã làm hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Kiểu làm nạn nhân để cho anh Hùng xong rồi cứu. Không, anh ta cũng đã có những phút giây thần thánh của mình rồi. Đã thành huyền thoại trong ván đấu đầu tiên rồi. Thì thôi thành huyền thoại rồi là được rồi. Mãn nguyện rồi. Đây là sân khấu của phần còn lại. Nhưng mà thật ra Faker tới thời điểm hiện tại vẫn chỉ làm nền mà thôi. Trong trận đấu Fnatic cũng đã có rồi. Bang cũng là Ezreal luôn đúng không? Đúng là như vậy. Và trận đấu đầu tiên cũng là Ezreal của Faker. Rồi sau đó là Bang cũng có một trận đấu Ezreal tương đối là tốt. Nhưng mà cái vừa rồi thì tôi đã thấy là Marine bỏ Rumble tôi nghĩ là tốt. Vì Na thì anh ta dễ chơi hơn rất là nhiều. Và tình huống vừa rồi là cái tình huống giống hệt trận đấu đầu tiên, khi mà Koroi cũng có một tình huống hất với chiêu cuối của Na vào hất vị trí của Maokai vào trụ. Chính là Marine là ăn cái đòn đấy nên là trong trận đấu này anh ta mới làm được. Bây giờ SKT rõ ràng đang có lợi thế, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp cái khả năng tạo ra đột biến đến từ Dev cộng với lại Po cả. Ở khu vực đường giữa, Po vẫn đang có 101 chỉ số lính, Dev vẫn có 106 chỉ số lính, là người có chỉ số lính tốt nhất của trận đấu ở vào thời điểm này. Đừng bao giờ đánh giá thấp bên phía của EDG. Bây giờ họ vẫn đang trụ lại được trong trận đấu, mới chỉ thua đúng một con rồng mà thôi, chưa phải là vấn đề quá lớn ở bất kỳ một vị trí nào cả. Và chênh lệch về tiền cũng chỉ là 1.000 tiền thôi, chứ không phải là một cái gì đó nó quá lớn để không mà bạn không thể gỡ lại được. Và bên phía EDG vẫn đang kiểm soát ở thế trận này, nhưng vấn đề là ở trên Koroi anh ta. Đúng vậy. Tôi nghĩ là anh ta cần phải thi đấu bình tĩnh hơn một chút, bởi vì sau hai trận đấu có vẻ như anh ta nghĩ rằng Marine là người dễ bắt nạt, nhưng bây giờ không còn là như thế nữa rồi. Anh ta nên xem xét chính xác hơn về cái việc mà ở khu vực đường trên này kèo đấu giữa anh ta và Marine phải cần những sự xử lý nó tốt hơn. Bây giờ Bangi chuẩn bị ăn bùa đỏ,
Trong khi đó Klielov đang di chuyển xuống khu vực đường dưới để phòng ngự. Meiko đang có ý định đi về nhưng Meiko quyết định ở lại một chút. Klielov muốn vòng ra phía sau lưng để tổ chức một pha băng trụ ở khu vực đường dưới chăng? Bởi vì Koro có dịch chuyển, họ tính tổ chức pha băng trụ 4 người. Nhưng tôi nhớ không lầm thì cái bụi cỏ chặt ba đó hình như có mắt rồi. Họ biết, SKT biết rằng Klielov đang ở đó, cho nên cái ý định tấn công của bên phía EDG phá sản. Nhưng mà sẽ là cái trụ dành cho bên phía của EDG. Và có thể là sau con cái trụ này thì với cái sức mạnh của Nunu, với phù phép quỷ, với các tàn tích Bami kia thì họ sẽ ăn được con rồng. Và sau chưa rồng chưa. Như vậy là wow, cung ánh sáng này chưa đủ sát thương. Đối là tôi nghĩ là không vẫn ăn được mà. Vẫn ăn được trụ. Vẫn ăn trụ đến từ bên phía EDG, và thậm chí là Bengi người ta cũng không đến kịp trong tình huống này. Nhưng mà sau đó thì cũng không có mục tiêu nào để ăn nữa. Bên phía EDG chỉ là rút về thôi, và vấn đề là ai cho rút về. Nhưng mà Dep sẽ có, tôi nghĩ rằng Dep đã có cho mình cái tam hợp kiếm rồi. Thì đó sẽ là một bước tiến cực kỳ lớn ở trong giai đoạn giao tranh con rồng. Dep quyết định đứng lại, tôi chắc là chưa đủ. Chúng ta tính thiếu, chưa đủ cho nên tao mới rướng ở lại hết đợt lính này mới về có tam hợp kiếm. Thì trở lại với chuyện khi mà tao có tam hợp kiếm, chắc chắn rằng pha giao tranh ở rồng sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của EDG thôi. Như là chúng ta nói, tiền họ không hề thua. Một con rồng không phải là vấn đề quá lớn trong những tình huống giao tranh. Bởi vì Koro mặc dù là nằm xuống 3 lần, chỉ số lính ta vẫn ngang bằng so với lại Marine. Rồi bật chiêu cuối giảm sát thương cho đồng đội của mình, vẫn có thể giao tranh tốt được dành cho phía EDG. Vấn đề là họ làm tốt được trong tình huống rồng hay không mà thôi. Đúng là như vậy, bởi vì khi con rồng ra thì cái số của cái trường trường sinh của Faker cũng chỉ là 1 đến 2 cái là cùng. Chứ không thể nào mà... Chắc là được 3 đấy, khoảng 3, ta vừa mới lên mà. Vừa lên 2. Thì như vậy là cũng không quá nhiều không số. Không nhiều lắm. Và trong khi đó vị trí của Pao thì có cái quỷ thương Morello rồi, thì nó giảm cái khả năng hồi phục đến từ bên phía bên kia là rất tốt nếu mà anh ta kéo được lượng máu đối phương xuống dưới 50%. Mùa đỏ Bengi đang trả lại phần nào đó cái món nợ hồi nãy mượn ở trong ván đấu trước, cướp mùa đỏ của Klielov. Nhưng ở trong bất kỳ một tình huống nào, trừ khi nào bạn biết rằng Nunu không can thiệp, bất kỳ một tình huống rồng nào của bên phía SKT mà có Klielov lãng vãng ở gần đó là không được. Cho nên ngay cái thời điểm mà rồng hồi lại, chưa chắc là SKT đã tổ chức ăn ngay, mà họ còn phải đầu tiên xác định trước là Klielov đang ở đâu. Thì để chuẩn bị cho điều đó, SKT bắt đầu rải mắt xung quanh khu vực rừng của bên phía EDG ở trong khu vực hang bùa đỏ. Warp có tốc biến qua tường chơi luôn hay không? Họ đang muốn làm điều đó chăng? Nhưng Klielov đã có mặt ở đó, cho nên họ bỏ cái ý định sử dụng một tình huống mà Moscow Fire từng làm. Trong khi đó thì ở khu vực đường trên, Kuro vừa bật chiêu cuối lên dao, trao đổi chiêu thức của lại Marine, kéo được nửa cái máu nhưng ta không trả lại vừa đúng số đó. Đó là bởi vì Marine ta có khá là nhiều kháng phép, trong khi đó sát thương chủ yếu của Koroi ở giai đoạn này cũng chỉ là sát thương phép mà thôi. Và lao lên nhưng không có gì xét thành công. Faker đã đủ nhạy cảm trong tình huống vừa rồi để dùng chiêu cuối thoát về, mất nửa cây máu, nhưng bây giờ anh ta về là vừa kịp hồi máu di chuyển ra khu vực hang rộng. Như vậy chúng ta có thể tính là một chiêu cuối rồi, một chiêu cuối. Nhưng mà đó thì chiêu cuối của Cassadin và lao lên của Bengi tung chiêu cuối, hất được Bo về. Họ đang tấn công nhưng Bo đã kịp chạy phía ngoài này. Meiko và Dep xả sát thương, nó khiến cho Bengi phải bỏ chạy, nhưng Ben đã tới. Dep hết máu, dính thiêu đốt, Dep đã nằm xuống. Đó là cú thiêu đốt của Faker và anh ta có được điểm hạ gục. Điểm hạ gục thứ 6 dành cho SKT. 8 giây nữa rồng ra, Bo đang mất nửa cây máu, Faker đang về nhà. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm cho DG. Họ đã mất khá nhiều trong tình huống vừa rồi. Và Faker về nhà lại còn lên cho mình cái gậy quá khổ nữa thì khó lắm dành cho bên phía của Pao. Trong khi đó Pao bắt buộc phải lên cho mình là cái áo choàng bạc để tăng thêm một chút kháng phép. Và sau đó người ta lên cho mình cái gậy đầu lâu, thì nó sẽ làm cái sức mạnh của Asia nó bị giảm đi một chút. Chính xác. Ở giai đoạn giữa trận sắp tới. Và đấy là cái lại là giai đoạn ở bên phía SKT mạnh nhất. Họ đang có được một Ezreal đang tích tụ, không biết Muramana của Ben như thế nào rồi. Rồng, như đã nói, bất kỳ một tình huống ăn mục tiêu nào mà có Klielov ở gần đều là nguy hiểm cả. Và Klielov đang ở rất gần. Nhưng anh ta phải biết rằng anh ta hiện tại mới chỉ có một mình. Và Faker nói rằng khi bạn có một mình, tôi ra tôi lùa bạn. Cú dịch chuyển đến từ Koroi, anh ta xuống thẳng khu vực hang rồng. Rồng còn đó, rồng dành cho Bengi. Họ chuyển qua tấn công Klielov, cú combo hất được Klielov ra của Warp, pha bay vào của Koro. Faker vẫn đang đứng ngoài. Koro tốc biến bỏ chạy, không Ben là người có điểm hạ gục. Cú chiêu cuối của Bo đẩy luôn hành vi của SKT. Cú thả gấu tốt đến từ vị trí của Meiko đem lại double kill dành cho Bo. Và Dep đang chặn đường về của Faker và Marine, nhưng ta phải cẩn thận bởi vì sát thương là có nhiều. Anh ta đang phải lui ra. Bo đổi chỗ lao vào. Marine có một cú na khổng lồ rất tốt, hạ gục được Dep. Faker lao vào như đó, double kill dành cho Marine. Anh ta nhảy đi nhưng vẫn phải nằm xuống. Phát đánh cuối cùng đến từ Meiko, mạng tắt điện dành cho hỗ trợ của EDG. Và họ muốn tìm kiếm Faker, nhưng đây là Cassadin bỏ chạy thành công.
Đó là 3 đối 3, nhưng vấn đề là rồng vẫn nằm trong tay của SKT. Và đó là một tình huống giao tranh mà bên phía của Evan thì mình đã làm tốt. Nhưng mà như chúng ta đã thấy, khi mà Marin có được cho mình làn Na thì giao tranh nó sẽ khác. Với những tình huống lật kèo đến từ cái chiều cuối của Na khổng lồ đấy, nó là dễ dàng hơn cho bên phía của SKT gỡ gạc trong tình huống vừa rồi. Và trước đó là một tình huống mà Clear Love không thể làm gì được cả trong tình huống này. Nhưng sau đó là cái cú chiều cuối rất đẹp của bọn anh ta lao thẳng vào giữa đội hình của đối phương, tung ra một cú chiều cuối đúng ba người. Và đây Mayco rất quyết đoán với những tình huống thả gấu đó, do tại sao họ liên tục chọn trước. Nhưng pha này thì tôi nghĩ là hơi bị lên máu chút xíu. Và hãy xem Marin với Na, một sát nè, chuyển qua kia lớp nè, hai sát nè, rất đơn giản trong tình huống vừa rồi, và thiếu chút nữa thì anh ta đã sống sót trong tình huống vừa rồi. Đó là lý do tại sao rồi Marin bị bắt, có trả lại hay không đây. Clear Love đang lao lên, nhưng bây giờ thì những pha đấm lưng của anh ta không còn có nhiều tác dụng như ở trong ván đầu thứ ba kia nữa. Và EDG không bắt được ai cả, họ chỉ ép được cái phụ trợ nào luôn. Không ép được cái gì cả và mất một tốc biến, không đổi lại được cái gì cả. Và bên phía của EDG còn chịu một vấn đề nữa là họ bị ép ở khu vực đường giữa này, mất luôn cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa, mất rất nhiều mà không lấy lại được cái gì cả. Nó khiến cho về mặt thế trận thì bên phía của SKT đang hơn, tiền thì hơn không nhiều, nhưng về cái thế trận và cái sức mạnh của các vị tướng, chúng ta cảm giác là bên phía của SKT đang trội hơn một chút so với bên phía của EDG. Bây giờ bên phía EDG khoảng cách bắt đầu nhiều rồi, nó chưa phải nằm ở tiền, bởi vì hãy xem Thor và Dev, họ vẫn chứng minh được là khả năng họ vẫn là rất tuyệt vời với những chỉ số farm vô cùng ấn tượng. Nhưng vấn đề là hai bùa lợi rồng, hai rồi sẽ hướng lên ba, sức ép đến từ SKT sẽ tăng dần theo thời gian. Đây là thời điểm mà VDG phải lấy lại thế trận, và họ đang làm điều đó bằng cách tập trung lại cả 5 người đẩy lên khu vực đường trên, trong khi đó Faker ở rất xa khu vực đường dưới, rồi Bang ở khu vực đường giữa. Đây là một tình huống mà SKT họ sẽ đổi. Đầu tiên là họ mất cái trụ một ở khu vực đường trên, nhưng vấn đề là liệu họ lấy được bao nhiêu thôi. Ở đường giữa, Bang hạ gục cái trụ của Paul và đẩy tiếp vào khu vực đường giữa, Faker ở khu vực đường dưới. Vẫn còn máu của cái trụ một này, chúng ta đang thấy một cuộc đua giữa EDG và SKT trong việc phá trụ của nhau. Nhưng mà bên phía của EDG thì Clear Love lại không có mặt ở đây, nó làm giảm cái tốc độ phá trụ của bên phía EDG đi khá là nhiều. Mặc dù có power ở đây rồi nhưng mà vẫn là chưa đủ. Nhưng đó là cái thứ hai của một đường trên. Ở giữa thì Bang cũng lấy được cho mình cái trụ thứ hai. Bây giờ rồi là phải ngăn. Bây giờ SKT muốn lời thì họ ngăn chặn những pha B về. Marin đang ngăn được Dev và Mayco cộng với lại cả Paul về. Ở khu vực đường dưới, Faker đang nỗ lực hết sức mình. Anh ta cái này hơi nhiều, khoảng chừng 3 phát đánh nữa. 1, 2, 3 đủ. Và Faker đem về cái trụ thứ 3 dành cho phía SKT. 2 đổi 3, cơ bản toán học là lời dành cho SKT. Mà thậm chí là chỉ riêng các trụ thứ hai ở các đường thôi, chúng ta thấy là bên phía của EDG lấy 1 đổi 2 đã là không bắt Koro. 3 đánh 1, Koro đu được vào người của Wolf nhưng bị hất tung lên, dính thiêu đốt đến từ phía của Faker. Và sát thương là dư. Đó là điểm hạ gục thứ 5 dành cho Bang ở trong trận đấu này. SKT dẫn trước 14. Đó là lý do tại sao mà bạn nên cấm đi cái vị tướng Alista đến vị trí của Wolf. Anh ta combo rất chính xác, anh ta có những tình huống mà chỉ cần bạn đi vòng ra đằng sau đối phương thôi là cảm giác là vô vọng lắm rồi. Cái gì? Hất tung và cả hút về nữa. Thì đặc biệt là Maokai bây giờ đu vào vị trí của Alista để kiểu gì cũng phải đu vào vị trí của Alista để kéo giãn khoảng cách so với những vị tướng kia. Nhưng mà đu vào thì bị hất lên, xong đối phương hất ngược lại thì cũng thế. Bây giờ là 14, dẫn trước dành cho bên phía của SKT, đặc biệt là ở vị trí xạ thủ. Bang đang có một trận đấu rất tuyệt vời với 5 điểm hạ gục. Faker đang làm nền ở trong trận đấu này với chỉ 1 điểm hạ gục và 6 điểm hỗ trợ. Sân khấu của trận đấu này chuẩn bị di chuyển về phía khu vực hang rồng, 1 phút hơn nữa nó sẽ ra. Cơ hội gần như là cuối dành cho bên phía của EDG, tôi nghĩ là như vậy, không có nhiều lắm cơ hội dành cho họ, bởi vì nhìn chung về mặt tăng tiến sức mạnh nó tôi phần nào đó là cân bằng, nhưng tôi đang vẫn thiên hơn một chút xíu bên phía của SKT, đặc biệt là ở vị trí của Faker. Và EDG cũng không hẳn là một đội mạnh về những trận đấu kéo dài, họ là một đội có khả năng dứt điểm trận đấu tốt, nhưng khi những trận đấu kéo dài xảy ra thì không thực sự tốt dành cho họ. Và hiện tại họ còn không có được hyper carry ở vị trí của Dev để hy vọng vào những pha kéo dài nữa. Đấy là lúc mà bên phía của Dev anh ta cần phải thi đấu rất cẩn thận, anh ta chưa có được mình cái huyết kiếm, anh ta còn 1150 nữa mới có lâu. Thì rất là lâu. Và cái con rồng này, thực ra nếu mà tôi nghĩ là bên phía của EDG họ cần phải giao tranh, bởi vì đã là rồng thứ 3 rồi.
Nếu con rồng này bắt buộc phải giao tranh. Buộc phải giao tranh rất là khó. Bởi vì Nunu ở về cuối trận thì cái khả năng của bạn cũng không bằng ở bên phía của Karras. Thì đây là con rồng ở bên phía của LG gỡ gạt. Nhưng mà bên phía của LG để xem họ có làm gì được không, khi mà bên phía SKT lại chơi cái kiểu là tôi không vào đâu, các bạn cứ vào thì kéo máu trước với Adriel đã. Vào thì tôi sẽ kéo máu trước, tôi cứ đứng ở ngoài cấu máu từ xa là rất là đơn giản. Chứ chưa kể là bây giờ với chiêu cuối thùng rượu nổ và cung ánh sáng, bên phía SKT hoàn toàn có khả năng dồn sát thương. Đó là sắp có Na khổng lồ rồi nha, phải nhớ điều đó. Na khổng lồ của Marine, anh ta bắt đầu nhảy và anh ta hất được hai người về, nhưng Paul đã tạm thời lui ra được. Clear lớp siêu chiêu cuối đang ngăn chặn. Marine đang bị tấn công, Dev bị dính kiệt sức. Phía bên này Faker bị Kuro ngăn lại, nhưng Ben cũng đang bắn chung với lại Faker. Paul gây sát thương và Ben ghi cùng với lại Clear lớp. Ben ghi sắp hết máu, Ben ghi đang bỏ chạy. Anh ta lăn bụng qua tường được. Chiến công đầu dành cho Ben trong pha giao tranh này. Họ chuyển mục tiêu Clear lớp phía bên này với ba người. Sát thương là có, Clear lớp chỉ còn khoảng chừng 300 máu, Ben còn 200. Clear lớp là người đi trước chăng? Lao vào dứt điểm được Dev và anh ta tiến sang Mako. Có một lúc bấm đồng hồ cát tuyệt vời Faker, nhưng Mako đã hạ gục được Ben. Faker tốc biến lao lên lấy double kill và chuyển ngược trở lại. Nhưng đây là Koro vừa về nhà, hồi máu hồi năng lượng dịch chuyển ra, chỉ là 3 điểm hạ gục dành cho SKT mà thôi. Họ có khá nhiều thương bệnh binh nhưng vẫn tự tin khi di chuyển thẳng ra khu vực hang rồng, nhưng không ăn được. Tình huống này là không thể nào ăn được đến từ bên phía SKT, nhưng mà họ vẫn đang đổi rất có lợi. Một đổi ba thì phải trong tình huống vừa rồi. Đúng vậy, họ mất chỉ có Ban thôi, họ lấy được 3 điểm hạ gục. Anh nghĩ là Koro anh ta cũng hạ gục đầu tiên, thế là 1-4. Koro có nằm xuống không? Tao thấy anh ta dịch chuyển ra mà. Dịch chuyển ra nghĩa là anh ta hồi sinh dậy thì anh ta mới dịch chuyển ra thì phải. Chứ còn tình huống đầu tiên là anh ta bị bang ở vị trí của Faker đu vào từ đầu thì rất khó để trong thời gian đấy. Anh ta mới nằm xuống 5 lần. Vấn đề không quan trọng. 3 hay 4 nó không quan trọng lắm, quan trọng bây giờ là con rồng. Lại trở lại với khu vực hang rồng, EDG đang cố gắng ăn rồng nhanh trước khi Bengi tới. Đây là một tình huống mà họ chủ động, có Nunu chủ động ăn rồng, đừng nên mất con rồng này. Đó là rồng dành cho EDG, rất tuyệt vời. Marine dịch chuyển xuống với giày vệ quân, anh ta chưa có Na khổng lồ, sắp có thôi. Anh ta chuyển sang dạng Na khổng lồ, ngay sau đây thôi anh ta bắt đầu ủi vào, nhưng đang bị cô lập phía bên này. Bengi đang cố gắng lao lên, Bengi đã bắt đầu lao lên tung chiêu cuối hất Mako ra. Ben đang bắn vào Koro và Koro đã nằm xuống. Mako đang tìm đường chạy, Dev cũng đang kiếm đường chạy và Bengi đã bắt được rồi. Thì sau chạy nữa Faker lao vào nhưng nhường cho Ben bắn quy hụt thì để cho Faker ăn double kill dành cho Faker. Clear lớp vào rừng đối phương và đối phương biết anh ta đang ở đâu, pha truy đuổi đến từ bên phía của SKT. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây, về nhà rồi. Clear lớp đã thoát được, chỉ mất hai người mà thôi, ăn được rồng. Ok, thành công cho EDG. Họ sẽ có thành công trong việc là kéo dài trận đấu, nhưng họ sẽ không thành công ở việc là để cho bên phía của SKT vươn lên dẫn trước rất nhiều về mặt tài chính. Bởi vì lượng tiền chênh lệch lúc này nó đã vươn lên con số 5.000 tiền rồi, thì nó là một bất lợi không nhỏ về bên phía Edward Gaming. Chưa tới mức gọi là mất hẳn trận đấu thì tôi vẫn nghĩ là như vậy, nhưng mà đúng là họ mới chỉ câu được thời gian với tình huống ăn rồng đó mà thôi. Bởi vì Ban bây giờ đã tạm ngừng ăn điểm hạ gục lại, nó lại chuyển qua bên phía của Faker và anh ta đang nhận thấy một con mồi, đó là Dev. Dev đang có cảm giác không thơm và anh ta lui về đúng lúc thoát đi được rồi. Khá là may anh ta là bởi vì Faker không có tốc biến nên anh ta cũng không cần thiết phải cố gắng bắt được vị trí của Dev làm gì cả. Bởi vì cả hai đều không có tốc biến thì cái chiêu bay thảm lửa Valkyrie đến vị trí của Corki nó sẽ dài hơn một chút so với vị trí của Faker, và sát thương trả lại cũng tương đối là nhiều, nên là nếu mà giữ khoảng cách tốt thì Dev sẽ không sợ trong những tình huống như này. Nhưng mà nếu mà đối đầu trực diện như này thì nghe rằng hơi nguy hiểm đấy. Bên phía của Edward Gaming bây giờ sau khi giữ được con rồng thì thật ra họ cũng không có gì nhiều để làm cả. Chắc chắn là giao tranh trực diện họ không lại, họ phải có những pha giao tranh đúng thế. Azir là vị tướng mà giao tranh rất cần những cái thế đó. Cái hướng của chiêu cuối như thế nào, cách tiếp cận của phía EDG như nào nó rất quan trọng. Cho nên ở vào thời điểm này họ chỉ đang đánh phòng ngự và chờ đợi những tình huống sai lầm đến từ bên phía của SKT mà thôi. Có hay không đây, Wolf đang bị tấn công nửa cây máu rồi nhưng có mặt Bengi ở đây. Và bên phía SKT lui vậy. Và trong tình huống này thì đó là tình huống mà Edward Gaming họ đang, tôi nghĩ là họ cũng đang giữ được ở cái thế trận tương đối là ổn ở thời điểm hiện tại. Họ đang phòng ngự và chắc là phòng ngự và chờ rồng mà thôi. Và có lẽ là trong khi mà cái thế trận này đang diễn ra thì Azir lại là một vị tướng mà tương đối là tốt. Nhưng mà hình như là Clear Up đang bị tấn công trong tình huống không có là trận trước rồi. Sao tôi lại nhìn thấy là có cả đến ta lông. Trở lại với trận đấu, chúng ta hình như là không mất cái gì nhiều cả. Trở lại với trận đấu với SKT vậy DG. 15 năm lợi thế cho SKT là có.
họ sẽ ở vị trí Quadrill tăng tiến sức mạnh. Tôi nghĩ là sẽ thua một chút xíu so với lại Corky. Nhưng vấn đề là bây giờ với số điểm hạ gục vượt trội và số farm vượt trội rồi của Bang, anh ta đang mạnh hơn hẳn so với lại Dep, mạnh hơn một cách tuyệt đối. Rồi ở vị trí đường giữa thì sức mạnh của Azir và Kassadin thì tôi lại thiên thêm một chút xíu về cái độ cơ động và lượng sức mạnh có ở giai đoạn sau của Kassadin. Thì phần nào đó SKT đang nắm trận đấu này trong tay. Nhưng không bao giờ được đánh giá thấp những người đã lên ngôi vô địch thế giới, cụ thể là Paul. Thì SKT vẫn phải cẩn trọng, họ đã để mất con rồng đầu tiên trận đấu. Bây giờ họ đang chuyển sức ép sang khu vực Baron. Nhưng EDG đang có hai đợt lĩnh ở đường trên và ở đường dưới ở vào thế có lợi cho họ. Thì chưa có gì mà họ phải vội ở trong xung quanh khu vực Baron này cả. Nhưng Clearlove nên cẩn thận, anh ta bị hất tung lên. Có đép hỗ trợ, cung ánh sáng trúng Clearlove mất 2 phần 3 máu, đang phải lùi về. Nhưng mà lúc này thì bên phía của EDG rơi vào cái thế họ rút về như thế này thì lại rất tốt dành cho Asia. Bởi vì anh ta có thể đặt con linh cát lại và vào sau lưng đội hình bên phía SKT, có thể thực hiện những tình huống lao vào rồi yên xét lại một mục tiêu hoặc là hai mục tiêu gì đó chẳng hạn. Thì đó là cái thế mà bên phía SKT không muốn rơi vào. Và đội hình của SKT cũng có một cái nhược điểm, đấy là có mỗi mình SU có thể phá trụ thôi. Thì họ công trụ không phải là xuất sắc lắm, bởi vì có 4 vị trướng tay dài. Vì vậy cái lối chơi bốn vị trướng tay ngắn thì bên phía lối chơi của SKT sẽ bị phụ thuộc vào những mục tiêu như là rồng hay là Baron, bởi vì và họ cần phải câu kéo được bên phía của EDG vào những mục tiêu như vậy. Còn trong khi đó EDG thì lại dễ hơn. Asia phá trụ rất dễ. Asia và Corki nữa, Corki tam hợp kiếm Asia nữa lại phá trụ rất là dễ. Còn Annie hoàn toàn có thể đóng vai trò là người phá giao tranh trong tình huống meta, thả một con gấu để giữ chân các thành viên bên phía SKT lại. Cớ giao tranh thì sắp có rồi, Baron vẫn còn trên bản đồ. Rồng thứ tư của trận đấu chỉ còn 30 mấy giây nữa mà thôi, cung ánh sáng tung vào, sát thương nó là không nhiều lắm. Bởi vì cắt lên đồ của Bang thì cung ánh sáng nó chỉ dùng rồng kiểm tra tầm nhìn là chính mà thôi. Maokai không thể nào mà giữ Kassadin lại được. Cung ánh sáng vừa tung ra chỉ để lấy tầm nhìn đến từ vị trí của Bang. 20 mấy giây nữa rồng ra. Thì nếu như EDG chủ động, tức là với Nunu chủ động luôn giúp cho bạn kiểm soát mục tiêu tốt hơn, và cả với Asia đó có thể dùng chiêu cuối của mình ngăn chặn hoàn toàn pha lao vào của SKT, thì bây giờ EDG đang làm điều đó. Họ đang lập thế ở trong khu vực hang rồng. Kuro đang về để lấy giày vệ quân. Anh ta đang ở nhà. Anh ta dịch chuyển ra phía sâu sâu đội hình của bên phía SKT. Nhưng cái thế này cũng không đẹp lắm. Dịch chuyển xuống lấy giày vệ quân không làm được gì cả. Xa quá. Cái thế bay đến vị trí của Kuro xa. Baker lao lên, Kuro bật chiêu cuối, bật vinh quang nhân chính quay ngược trở lại. Wolf đang lao tới, Marine sắp có na khổng lồ. Kuro đang bị tấn công, mất nửa cây máu rồi. Meiko đang lựa thế ra thả cấu, chưa có thể đẹp lắm. Kuro đang liên tục bị bắn cung ánh sáng tung ra, nó không trúng vào ai cả. Marine có na khổng lồ, Bo lao vào hất nhưng không hất được ai quan trọng ra, bị dính kiệt sức nằm lại ở trong đó. Bang là người có điểm hạ gục chiêu cuối clear lớp không có quá nhiều tác dụng. Dep đang cố gây sát thương. Dep có điểm hạ gục đầu tiên nhưng Faker lao lên bật đồng hồ ca và Bang đổi chỗ. Dep đã phải nằm xuống, double kill dành cho Bang. Và SKT đang hủy diệt EDG. Meiko là người thứ 5 và cuối cùng nằm xuống. SKT quét sạch đối thủ và họ không cần rồng lắm, bởi vì có món ngon hơn, đó là con Baron. Nó tình huống vừa rồi thì là một tình huống mà Azir trong tay của Paul GSS không thành công. Không thành công, anh ta định hất cả bang lại nhưng mà chỉ trúng vào Bengi và Marine mà thôi. Thậm chí là hất Bengi với cả Marine vào mặt của Dep, với là vào mặt của chính anh ta nữa. Anh ta sau khi bay vào, anh ta tốc biến đi nhưng mà vẫn trong tầm gây sát thương, đấy là vị trí của Paul và của bang và nằm xuống luôn. Và với con Baron này thì bên phía của SKT chắc là có thể đẩy vào một đường nào đó của bên phía mình. Chia ra, bây giờ đánh chia ra thì sẽ hợp lý hơn một chút xíu dành SKT. Với bùa lợi Baron này họ hoàn toàn có thể gây sức ép ở nhiều đường. Chưa kể là với tốc độ hồi về nhà nhanh như thế này, họ vẫn ra kịp tình huống ăn rồng tiếp theo. Và hãy xem lại tình huống này. Quan trọng nhất là cú GSS của Bon đã không thành công. Anh ta chuẩn bị đây, anh ta chuẩn bị lao vào. Anh ta đang nhìn thế, anh ta muốn hất Bang về. Nhưng rất tiếc là Bon đã không thành công và còn dính thêm cú kiệt sức đến từ vị trí của Wolf nữa. Cú ánh sáng tung ra hụt, vô cùng quan trọng, lượng sát thương mất đi. Bo lao vào, nhưng Bang không bị đẩy tới. Thậm chí là hất Bang ghi về để anh ta combo với Marine cho dễ. Quả thật là một tình huống mà tôi nghĩ là họ nên chờ vị trí của Marine hết dạng na khổng lồ. Hãy xem cái đồng hồ cá của Faker rất chính xác, khiến cho Dep không có được điểm hạ gục tiếp theo đó. Và tất cả những gì còn lại là pha dọn dẹp của SKT. Và bây giờ họ đã có con rồng thứ 3 của mình trong trận. 26 dẫn trước 14 điểm hạ gục, dẫn trước 10.000 tiền và hai bùa lợi rồng cộng với Baron. Trận đấu ở thời điểm này đã có thể tự tin nói rằng nó nằm về phía của SKT.
Đúng là như vậy rồi, với việc ba anh ta lên cho mình rất sớm cái khăn giải thuật thì bây giờ khả năng khống chế của bên phía F1 của mình đã ít rồi, nay lại còn ít hơn, bởi vì họ chỉ có cái thả gấu đến vị trí của Maker để có thể giữ vị trí của SV lại thôi. Trong khi đó những cái cú đu đến vị trí của Coroy hoàn toàn có thể đem anh ta đặt vào thế nguy hiểm, bởi vì với cái dịch chuyển của học thì SV có thể lùi về rất dễ dàng. Và với một cái đội hình nó cơ động như vậy thì bên phía cộng thêm bùa lợi Baron, bên phía của SKT đang đẩy vào cái trụ thứ hai của đường trên. Chính xác là họ đang chơi 3-1-1, ba người ở khu vực đường trên, Faker đang ở khu vực đường giữa, rồi Marine ở khu vực đường dưới, đội hình đang bị kéo giãn ra, khả năng phòng ngự của DG đang bị chia nhỏ và nó sẽ không thực sự hiệu quả nữa. Faker đang đứng rình ở phía bên hông, nhưng đó là một vị trí có mắt của DG, cho nên anh ta cũng sẽ không tạo được bất ngờ lắm nếu như lao vào. Họ chỉ cần đơn giản là kiên nhẫn, Marine ở khu vực đường dưới đẩy vào tới, rồi Faker đã vào tới trụ 3 rồi. Và với lượng sát thương nhiều như thế này, với lượng sức mạnh sát thương nhiều, anh ta đánh trụ cũng rất mạnh mẽ. Cassidy là một vị tướng mà mặc dù là pháp sư nhưng khả năng phá trụ của ta cũng rất nhanh. Tất cả gì bây giờ SKT cần làm, kiên nhẫn, đẩy từ từ vào ở cả ba đường là dứt điểm trận đấu được rồi. Tuy nhiên họ là vẫn đang có một vấn đề, đấy là cái khả năng đẩy lính đến từ Corki với cả Asia là rất tốt. Vì đó, vậy họ cần phải kiên nhẫn đẩy ba đường. Vấn đề là ở đây là ba đường. Đúng là khi bạn đối đầu với một đội hình mà phòng ngự tốt, nếu mà đẩy 5 người vào thì đó là cái thời điểm mà đối phương mạnh nhất. Nhưng khi mà chia ở ba đường thì như ở dưới đây, Koro làm sao mà chống nổi. Và ở khu vực đường giữa đó, đây thì Faker có lẽ là chỉ cần đánh ra nhảy và chém hai cái nữa và có khi đã xong khu vực đường giữa dành ở bên phía của SKT rồi. Nhưng mà sau đó thì có vẻ như là nếu mà họ tiến thêm để cố gắng lấy được cái nhà lính thì nó sẽ hơi nguy hiểm, và ở đường trên thì không đẩy được quá đó, nhiều đường dưới xong rồi, trụ 3. Và bây giờ là Meiko xuống hỗ trợ cho Koro, thì khi đó lợi thế hơn về người ở khu vực đường giữa SKT tiến vào. Họ đã hủy diệt được hai cái trụ ba rồi, Bengi chạy thẳng xuống khu vực đường giữa chung với lại Marine. Ở khu vực đường giữa là lượng sát thương quá lớn đến từ Faker và đồng đội. Hai cửa dành cho SKT. Và đây là bùa lợi Baron của họ đã hết rồi, nhưng mà vẫn còn đó cái lượng chênh lệch về tiền, và bây giờ phá nhà thì là rất là dễ. Bên phía F1 thì mình muốn làm gì phải làm ngay lúc này. Cung ánh sáng tung vào, Bengi lao vào, Wolf lao vào đang bị kéo máu, ta bật chiêu cuối. Marine sắp có na khổng lồ, Ben đang bắn và Po đã phải nằm xuống dưới sức sát thương của Ben. Koro cũng tương tự như vậy, đang bị bắn liên tục. Đồng hồ cát rất tốt với Faker. Meiko bị đẩy tung ra bởi chiêu cuối thả gấu tốt nhưng chẳng có chút xíu hiệu quả nào cả. 22 điểm hạ gục dành cho SKT và họ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, và Dev đã phải nằm xuống, double kill dành cho Marine. Bengi quá trâu, chịu quá nhiều sát thương từ trụ bảo vệ nhà chính nhưng không sao cả. Clear lớp bị hất vào bởi vị trí của Wolf và sự bất lực của EDG khi mà SKT vẫn còn đủ 5 người ý định dứt điểm trận đấu. Hai trụ bảo vệ nhà chính và trận chung kết của MSI 2015 phải có ván đấu thứ 5. Đúng là một trận chung kết mang thương hiệu của SKT rồi, và luôn mong chờ những trận đấu mà 5 ván đến từ bên phía của SKT. Faker và nào chung lần đó có đồng hồ cát mà có Kassadin mà. Và trong tình huống cuối đấy thì anh ta và Bang lao thẳng vào vị trí của Bao. Bao anh ta định sử dụng cái chiêu cuối phân chia thiên hà của mình nhưng đã không thể nào kịp rồi, bởi vì sức anh ta không lên đồng hồ cát, anh ta lên thuần túy là sát thương. Thì đó là một điều rất dễ hiểu khi mà bạn bị lao vào và bạn nằm xuống như vậy. Và trong trận đấu này thì Dev cũng không có cho mình được một hyper carry như là Tristana hay là ta hơi hừng. Anh ta có tới 2 pha mà ủi thẳng lên bằng Valkyrie mà không thực sự chính xác lắm. SKT đưa trận đấu tới cái tình thế mà họ yêu thích nhất, đó là ván 5, nhưng không có chọn ẩn, cho nên chúng ta cái khả năng mà có lớp lăng của Faker là không thực sự cao lắm. Nhưng thật ra cứ ván 5 là vui rồi, ván 5 là thích lắm rồi. Chung kết mà có ván 5 là chúng ta đang rất hồi hộp để chờ đón nó. Chúng tôi sẽ trở lại khi ván 5, ván đấu cuối cùng xác định nhà vô địch giữa mùa 2015 sẵn sàng bắt đầu.